Từ đầu năm đến nay, đồng Việt Nam đã tăng giá khoảng 1,9% so với đô la Mỹ. Đà giảm của giá đô la Mỹ được dự báo là chưa dừng lại. Việc tăng giá của đồng tiền Việt Nam có ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp xuất nhập khẩu là vấn đề đang được dư luận quan tâm. Tỷ giá đồng đô la Mỹ đang được các ngân hàng thương mại niêm yết ở mức thấp, mua vào là 22.570 đồng và bán ra là 22.770 đồng một đô la Mỹ. So với mức giá thời điểm đầu năm, giá đô la Mỹ tại thị trường trong nước giảm khoảng 400 đồng một đô la Mỹ, tương đương giảm khoảng 1,9%. Diễn biến này trái ngược với xu hướng của những năm về trước. Về mặt kinh tế, theo đánh giá của các chuyên gia, tiền đồng lên giá so với đô la Mỹ giúp ngân hàng nhà nước tăng mua dự trữ ngoại hối với giá rẻ. Ngược lại, điều này sẽ khiến khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng. Chính sách tỷ giá là một chính sách vĩ mô nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển. Như vậy thì đối với doanh nghiệp xuất khẩu thì dĩ nhiên khi đồng bạc Việt Nam mà mạnh thì nó sẽ rất là khó khăn cho những nhà xuất khẩu bởi hai lẽ. Lẽ thứ nhất là cái dòng tiền khi nó trở về lui lại thì chúng tôi đổi ra thì chúng tôi sẽ bị mất cái khoản chênh lệch đấy. Trong khi vật giá ở trong nước thì nó tiếp tục tăng. Tuy nhiên, ở góc độ nhà quản lý, ngân hàng nhà nước khẳng định trong kịch bản Việt Nam đồng tăng giá dưới 5% so với đô la Mỹ, hàng xuất khẩu của Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn mất đi lợi thế khi cạnh tranh so với các nước khác, thậm chí sẽ tạo thuận lợi cho hàng nhập khẩu cũng như giảm bớt rủi ro cho các nhà đầu tư nước ngoài khi quyết định rót vốn vào Việt Nam. Về mặt lý thuyết thì chúng ta thấy là nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên trong cái điều kiện hiện nay thì các cái đồng tiền khác mà có liên quan đến Việt Nam đó, ví dụ như là các cái nước Đông Nam Á hoặc là Trung Quốc hoặc là những cái nước gần của chúng ta đó, thì các cái đồng tiền của họ cũng tăng giá so với đô la Mỹ. Thì chính vì vậy là cái khả năng cạnh tranh hàng xuất khẩu của Việt Nam đối với các cái nước khác thì nó cũng không có phải là bị ảnh hưởng lớn lắm. Việc đồng tiền Việt Nam mạnh lên đáng kể so với đô la Mỹ, theo ngân hàng nhà nước là điều không quá bất ngờ khi xu hướng trong vài năm gần đây, nguồn cung ngoại tệ trong nước khá dồi dào đến từ thặng dư thương mại, nguồn vốn đầu tư nước ngoài và kiều hối. Tính trong 11 tháng đầu năm 2021, lượng kiều hối về Việt Nam đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là mức tăng trưởng khả quan trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Về định hướng điều hành tỷ giá trong năm 2022, thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn kiên định với cái chủ trương là điều hành tỷ giá linh hoạt, chủ động và phù hợp với các cái diễn biến kinh tế vĩ mô. Có nghĩa là có thể là nó sẽ tăng, có thể nó sẽ giảm tùy theo cái diễn biến chung của thị trường. Làm sao để đảm bảo được cái ổn định kinh tế vĩ mô và giữ được cái tỷ giá nó ổn định để các cái nhà sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các cái nhà xuất khẩu, để có thể chủ động được tình hình để mà hoạch định cho cái chiến lược kinh doanh của mình nó phù hợp trong năm 2022. Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì chính sách tỷ giá linh hoạt theo diễn biến của thị trường tiền tệ thế giới, đảm bảo các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thiếu công bằng trong thương mại quốc tế. Do đó, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần đặc biệt chú trọng cho vấn đề phòng vệ rủi ro, trong đó có rủi ro về dòng tiền, rủi ro về lãi suất, và tỷ giá thông qua các sản phẩm phòng vệ rủi ro nhằm nắm thế chủ động trong việc dự phòng và ổn định tính thanh khoản, đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp được thông suốt.